Hôm nay mình chở con mình đi lễ tốt nghiệp, tốt nghiệp của tiểu học. Đây là cái con đường đi vô cái chỗ mà tham dự cái buổi lễ nè. Ở trong đây là một cái trường đua ngựa rất là lớn. Nó sẽ có một cái nhà hàng ở trong đây, khách sạn trong đây. Bây giờ mình vô chỗ cái bậc kinh đậu xe. Giờ này là phụ huynh đưa những con em đi đến đây dự tiệc nè. Bây giờ mình sẽ đưa con mình đi vô trong ha. Nó đã thấy bạn nó đứng ở đằng kia rồi kìa. Rồi gặp bạn chơi kìa. Đang đợi cho tới giờ vào ha. Bên đây là nguyên cái bậc kinh lớn. Con trai đang ngồi nói chuyện với bạn. Con trai đi vô, phụ huynh không có được đi vô mà chỉ cho học sinh đi vô thôi. Các bé đi vô. Giờ này người ta phụ huynh đang đưa con vào đặng dự lễ nè các bạn. Và bây giờ con trai của mình đi vô trong rồi, bây giờ mình đi về. Đó, bây giờ mình cũng thấy người ta đang đưa con vào dự nè. Đông lên rồi nè. Lớp 6 không à. Đây là con đường đi ra. Con mình dự thì khoảng 5 giờ mấy chiều, khoảng tới 9 giờ thì mình sẽ đến đó mình rước ha. Giờ này tối xuống, bây giờ mình đi rước con trai của mình về. Xe nhiều quá ha. Giờ này đang ra lớp 6 đầu em đi. Đây
giờ mình đi ra xe và mình đi về. À, xong rồi, buổi lễ xong rồi, 9 giờ.